chi 500 triệu sang Hàn Quốc nâng mũi và cái kết nhận được chiếc mũi dị dạng. Đây là một cái ca mũi mà do một bác sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, ở một cái bệnh viện mà nổi tiếng nhất gì Hàn Quốc làm nha. Nó cái mũi nó tính 500 triệu á. Đây là một cái mũi 500 triệu. Một người mà dám lấy một cái mũi 500 triệu thì cái trình độ người ta phải cỡ nào, chứ không phải là dạng như vớ va vớ vẩn mà lấy người ta 500 triệu người ta giỏi. Ngay cả người giỏi thì đôi khi cũng có thể mắc một số cái sai. Thứ nhất là cái trụ này. Đó, tại sao cái trụ này nhỏ như vậy và nó bị méo ở bên này? Cái trụ mũi này nè, nó không phải tự nhiên nhỏ vậy. Lúc mới làm là cái trụ mũi nó to vì do nó sưng mà, nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà sau đó nó teo lại đi thì nó nhỏ vậy hả. Cho nên là giờ mình rút kinh nghiệm bằng cách là mình làm thì cái trụ mũi nó phải thô một chút, nó phải nhìn nó phải khó chịu một chút, thì sau đó nó thấy sưng nó ôm lại thì nó vừa là nó đẹp. Thứ hai nó hẹp, nó nghiêng qua bên này khó thở. Thứ ba là gì, cái đầu mũi nó lộ ra này quá cao rồi, và bên này thì nó đầy, bên này nó vơi hai cái phía. Hiện nay các bác sĩ đa số là làm việc cách thờ ơ, có nghĩa là không khám, không phân tích, cô làm thì qua loa cho xong. Khi đến làm đẹp tại Can U, dù là tiểu phẫu hay đại phẫu, khách hàng đều được thăm khám kỹ càng, từ chụp X quang AI điện toán, thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên môn, khám sức khỏe tổng quát để đánh giá tình hình sức khỏe, cùng trang thiết bị hiện đại giúp kết quả đẹp, an toàn, bền lâu. Cùng đón chờ kết quả ở video tiếp theo nhé. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường, nâng mũi xinh đẹp và tự tin.